Review Sóc Trăng một ngày thì mình sẽ đi đâu ăn gì tại Sóc Trăng, hãy cùng mình khám phá. Thì đầu tiên khi đến Sóc Trăng, buổi sáng mình sẽ đi ăn bún gỏi già nha. Và đây cũng là một trong những món ăn ngon và đặc trưng ở Sóc Trăng. Địa chỉ mình sẽ để bên trên màn hình nè. Một tô với rất nhiều đồ ăn và được nêm nếm đậm đà có độ mặn ngọt vừa ăn. Theo có vị miền Tây của mình thì ngon lắm. Tiếp theo đó mình sẽ ghé lại chùa này rất là nổi tiếng tại Sóc Trăng. Và hầu như khi nhắc đến tên chùa thì mọi người đều biết. Chùa này có tên gọi là chùa Dơi hay còn biết đến với tên gọi khác là chùa Ma Ha Túp. Phải nói là bên trong rất là đẹp và có rất nhiều dơi xung quanh chùa. Và mình thấy thì cũng có nhiều người đến đây để cầu xin làm ăn thuận lợi ngay tại miếu Bà Đen trong chùa. Tiếp theo đó mình sẽ đi một ngôi chùa có tượng Phật nằm lớn nhất Việt Nam và lớn thứ ba trên thế giới. Chùa có tên gọi là chùa Sơn Rong, phải nói là trong chùa đẹp lắm luôn đó mọi người. Tượng Phật nằm thì có chiều dài 63m và cao 22,5m. Ở ngoài sẽ nhìn thấy rất là to và bự luôn đó mấy bạn. Bên ngoài sẽ có một ngôi tháp như thế này đẹp tuyệt vời luôn nè. Tiếp theo trên đoạn đường này thì mình cũng ghé lại chùa Đất Sét luôn, với tên gọi khác là chùa Bổ Sơn Kỳ Hương. Tại nơi đây thì sẽ có những cặp đèn cầy lớn nhất Việt Nam và cháy liên tục 40 năm chưa tắt. Trong chùa thì hầu như tất cả các tượng đều được làm bằng đất sét rất là đẹp luôn đó mọi người. Đến trưa mình sẽ đi ăn bún nước lèo, món ăn ngon đặc trưng của người dân Sóc Trăng. Một tô thì đầy ắp đồ ăn và được nêm nếm khá là ok. Và đặc biệt ở đây còn có thêm chiếc cá lóc nữa nè. Tiếp theo mình sẽ đi ngôi chùa này có tượng Phật Di Lặc lớn nhất tại Sóc Trăng. Chùa này có tên gọi là Quan Âm Linh Ứng hay còn biết đến với tên gọi khác là chùa Phật Học Hai. Đây có thể nói là ngôi chùa rộng nhất và lớn nhất tại Sóc Trăng luôn đó mọi người. Với diện tích là 8,5 hecta, ngôi chùa được trang trí đẹp lắm luôn nè. Và ở phía sau còn rất nhiều tiểu cảnh để các bạn có thể chụp hình. Xong thì mình sẽ đi ngôi chùa này khá là giống bên Thái Lan. Chùa này có tên gọi là Pemphun Thermay, là một trong những ngôi chùa của người dân tộc Khmer, phải nói rất là đẹp luôn nè mọi người. Với lối kiến trúc độc đáo và tông màu nổi bật thật sự đẹp lắm luôn. Nếu còn dư thời gian thì các bạn có thể chạy xuống Đại Tâm để đi ngôi chùa này. Cách thành phố Sóc Trăng hơn 10 cây số và ngôi chùa này cũng rất là nổi tiếng tại Sóc Trăng. Chùa này có tên gọi là chùa Chén Kiểu hay còn biết đến với tên gọi khác là chùa Sà Lôn. Phải nói là bên trong rất là đẹp luôn đó mọi người. Với lối kiến trúc độc đáo tận dụng từ chén dĩa để trang trí, tạo nên một công trình kiến trúc hài hòa và ấn tượng, không nơi nào có được, phải nói rất tuyệt vời luôn đó mấy bạn. Tham quan xong hết thì mình ghé lại chợ Đại Tâm để ăn bánh cống cô nghe. Thì đây cũng là một trong những món ăn đặc sản tại Sóc Trăng. Cách chùa Chén Kiểu cũng không quá xa đâu ngang chợ Đại Tâm. Vỏ bánh cống thì nóng hổi giòn gụm, nhưng bên trong thì được nêm nếm ngon. Ăn cùng nước mắm chua ngọt thêm rau sống nữa là tuyệt vời. Sau khi khám phá Sóc Trăng và uống đầy đủ hết, thì đừng quên mua bánh bía đặc sản nổi tiếng với Sóc Trăng về làm quà nha mọi người. Thì có rất nhiều chỗ bán, mấy bạn lựa chọn sao cho phù hợp với khẩu vị của mình thôi. Nói chung mỗi chỗ đều có mỗi cái ngon khác nhau. Và nếu còn dư thời gian thì các bạn có thể đi chùa A Má tại Phú Tân, hay còn biết đến với tên gọi khác là Thiên Hậu Cung. Thì đây cũng là một trong những ngôi chùa của người Hoa rất là đẹp. Trên đường về thì có thể ghé lại đây để ăn cháo vịt cũng rất là ngon nè. Một phần thì nhiều đồ ăn lắm nhưng giá cả khá là rẻ luôn đó. Và nếu có ở lại thành phố Sóc Trăng chơi buổi tối, chưa biết đi đâu ăn gì thì mình xin gợi cho một quán ăn này. Có đầy đủ các món ăn ngon như món Hàn, món Trung, món Thái, giá chỉ từ 30.000 cho đến 50.000 cho một món ăn ngon. Đặc biệt mì cây 7 cấp độ quán chỉ 40.000 thôi nhưng ăn là bao ghiền. Ngoài ra còn có lẩu với 5 loại nước lẩu, giá chỉ từ 139.000 thôi. Kêu thêm vài gói mì nữa là hai người ăn no nê. Còn có bánh canh ghẹ với miêu một con ghẹ to đùng chỉ 45.000, và bún thái và bánh tầm cây cũng hết sức ngon luôn nè. Còn có mì cây tứ xuyên duy nhất quán bán ăn cuốn lắm luôn. Ngoài ra còn có bánh gạo phủ phô mai, mì phủ phô mai. Hai món này cũng là món best seller tại quán, mấy bé nhỏ rất thích ăn món này luôn đó. Có cả chiên gà sốt Thái, bát Thái và mì xào, hoặc hủ tiếu sa tế bò viên cũng ngon lắm nè. Ngoài ra còn có thêm mì tôm dùm đậm đà tuyệt vời lắm. Còn có thêm mì cây khô và hơn 30 món ăn khác. Nên các bạn lưu lại địa chỉ và đi ăn uống thử nha. Kết thúc chuyến đi của mình rồi đó, có gì các bạn lưu lại địa chỉ và đi thử nè.